Chúng xin kính chào quý vị và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin trong ngày hôm nay là ngày chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2021 và sau đây là một số tin đáng chú ý. 21 tiểu bang tăng ca Covid-19, giới chức y tế khuyến cáo chớ vội mở cửa. Du khách hỗn loạn, Miami Beach công bố tình trạng khẩn cấp giới nghiêm. Thủ tướng Pakistan nhiễm Covid-19 sau khi tiêm vaccine của Trung Quốc. Hàng trăm người biểu tình ở Atlanta phản đối vụ giết người gốc Á. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay, thì tuy số người được chích vaccine ngừa Covid-19 hiện đang tăng mạnh, nhưng số ca bệnh do virus gây ra cũng đang lên cao hơn tại 21 tiểu bang và các biến thể nguy hiểm của virus đang lan rộng. Cùng lúc, các thống đốc tiểu bang có khuynh hướng giảm bớt chế hạn đối với doanh nghiệp như nhà hàng, quán bar và phòng tập thể dục. CNBC vào hôm thứ Bảy ngày 20 tháng 3 cho biết, giới chức y tế cộng đồng khuyến cáo tuy có khoảng 2.5 triệu người Mỹ đang được chích ngừa mỗi ngày, mức độ lây nhiễm vẫn còn cao và một số tiểu bang không giảm được số ca nhiễm bệnh mỗi ngày. Mức trung bình của số ca mới nhiễm trong 7 ngày vừa qua là 54.666 ca tính đến ngày 19 tháng 3 sau khi đã giảm xuống trong mấy tuần trước đó. Theo phân tích của CNBC, dựa trên dữ liệu có được từ Johns Hopkins University, thì tới nay có hơn 541.000 người chết do COVID-19 tại Hoa Kỳ. Bác sĩ Anthony Fauci, trưởng cố vấn y tế Tòa Bạch Úc, có lời khuyến cáo trong cuộc họp báo vào hôm thứ Sáu rằng quốc gia không nên tuyên bố um, chiến thắng cho tới khi nào mức độ lây nhiễm thấp nhiều hơn nữa. Bác sĩ Rochelle Walensky, giám đốc Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, cũng kêu gọi các tiểu bang chớ mở cửa quá nhanh gây nguy hại cho sự tiến triển của cả nước trong nỗ lực chống dịch. Và cũng trong phần tin Hoa Kỳ, thì Miami Beach, Florida vào hôm thứ bảy ngày 20 tháng 3 công bố tình trạng khẩn cấp và giới nghiêm vì du khách gần đây đến thành phố này đông quá sức theo CNN. Quá nhiều du khách đang đến, thực sự là vậy, mà không có ý định tuân thủ luật lệ và hậu quả là mấy ngày vừa qua, tình trạng hỗn loạn đến mức chúng tôi không chịu đựng nổi. Đó là lời của thị trưởng Dan Gilbert cho CNN Hay. Thành phố sẽ ra lệnh giới nghiêm từ 8 giờ tối ở khu giải trí và sẽ đóng một số tuyến đường. Ông Gilbert cho biết trong buổi họp báo hôm thứ bảy, biện pháp này sẽ có hiệu lực trong 72 giờ tới, ông nói những cây cầu trên đất liền bắc qua Miami Beach sẽ đóng cửa từ 9 giờ tối trong mấy đêm chỉ cho dân địa phương đi qua, theo ông Gilbert. Cứ đêm tới là giống như có chương trình nhạc rock, người đông nghẹt khu phố này qua khu phố khác, ông Gilbert cho CNN biết. Tối thứ sáu có người bắn thứ gì đó lên trời và đám đông nổi loạn, ông cho hay. Tình hình ngày càng xấu đi, ông Gilbert nói rằng và đại dịch Covid-19 càng khiến mọi thứ thêm căng thẳng. Từ ngày 3 tháng 2 đến nay, cảnh sát Miami Beach bắt giữ hơn 900 vụ, hơn 300 vụ trong số đó là tội đại hình. Theo thông báo trong tuần này của Sở Cảnh sát Miami Beach, ít nhất là 50% người bị bắt không phải là cư dân của Florida. Từ thứ ba đến nay, cảnh sát Miami đã phải hỗ trợ MPPD vì du khách quá đông, theo ông Esterno, phát ngôn viên của MPPD và bộ trưởng y tế của Pakistan là Fasan Sultan ngày 20 tháng 3 xác nhận thủ tướng Pakistan Imran Khan cùng với phu nhân đã dương tính với Covid-19 hai ngày sau khi ông Imran Khan được tiêm liều đầu tiên của vaccine do Trung Quốc bào chế. Bộ trưởng Sultan cho biết thêm là ông Khan 68 tuổi đang cách ly tại nhà theo CNN. Thủ tướng Khan 69 tuổi được tiêm liều vaccine do tập đoàn của Trung Quốc là Sinopharm chế tạo vào hôm 18 tháng 3. Loại vaccine này của Trung Quốc hiện là vaccine COVID-19 duy nhất hiện có ở Pakistan. Bộ Y tế Pakistan cho hay sau khi được tiêm vaccine COVID-19, một người có thể mất nhiều tuần mới có được sự miễn nhiễm đối với virus gây bệnh này và kêu gọi người dân không nên e ngại tiêm vaccine chỉ vì trường hợp của Thủ tướng Khan. Tính đến hôm 21 tháng 3, tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Pakistan tăng lên 626.800 ca với hơn 13.800 ca tử vong, theo Đại học Johns Hopkins và hàng trăm người thuộc nhiều sắc dân và nhiều lứa tuổi vào hôm thứ Bảy, ngày 20 tháng 3, tập trung biểu tình đòi công bằng cho nạn nhân trong vụ xả súng làm chết hàng loạt tại tiệm đấm bóp từ ngoại ô thành phố Atlanta vào hôm thứ Ba. Cuộc biểu tình diễn ra tại Liberty Plaza, đối diện tòa nhà quốc hội Georgia, tố cáo nạn nhân phân biệt chủng tộc, bài ngoại và kỳ thị phụ nữ. Mọi người vỗ tay ủng hộ ba diễn giả gồm hai thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ thuộc đảng Dân Chủ, mục sư Raphael Warnock và ông John Ossoff, bà Bi Nguyễn của Đảng Dân Chủ, dân biểu gốc Việt đầu tiên và duy nhất của tiểu bang. Nghi can tên là Robert Aaron Long, một người đàn ông da trắng 21 tuổi, cư dân ở Woodstock, Georgia, đã bắn chết 8 người tại ba tiệm đóng bóp ở Atlanta. 6 trong số 8 người thiệt mạng là phụ nữ gốc Á. Theo cảnh sát cho biết, nghi can thú nhận tội giết người nhưng phủ nhận nguyên nhân gây án là kỳ thị chủng tộc. Nghi Càng Long khai mắc chứng nghiện tình dục, khiến anh kích động vì nghĩ tìm đóng bóp là nguồn cơn cám dỗ, theo cảnh sát cho biết. Cảnh sát nói họ đang điều tra để xác định nguyên nhân, bao gồm cả việc xem xét liệu vụ án có thể được coi là thù ghét người gốc Á hay không. Các nhà lập pháp cho cha thông qua dự luật về thù ghét chủng tộc cho phép áp dụng các hình phạt nặng hơn đối với một số tội nhắm vào chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, khuynh hướng tình dục, giới tính hoặc khuyết tật của nạn nhân. Theo luật, tội thù ghét không phải là một tội riêng rẽ, nhưng có thể được áp dụng để tăng thời gian cho một bản án, trong khi bị cáo, bị cáo chịu kết án một tội danh khác. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin trong ngày với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.